Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2022. Cập nhật lịch trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 29 tháng 10 và rạng sáng ngày 30 tháng 10. Với các trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Lịch phát sóng bóng đá ngày 29 tháng 10, lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch trực tiếp bóng đá ngày 30 tháng 10, lịch trực tiếp V-League 2022, lịch trực tiếp bóng đá Anh, lịch trực tiếp bóng đá Pháp, lịch trực tiếp bóng đá Đức, lịch bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp bóng đá, lịch tường thuật trực tiếp bóng đá, trực tiếp K cộng SVOT1, trực tiếp K cộng SVOT2, On Football, On Sport, On Sport cộng, On Sport Premium, On Sport New. Thứ bảy, ngày 29 tháng 10, 1:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Werder Bremen, Hertha Berlin, On Sport. 2 giờ vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 12, Mallorca Espanyol, On Football, SSBORT. 18:30 ngoại hạng Anh, vòng 14, Leicester Man City, các cộng SVORT1. 19 giờ vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 12, Almeria Celta Vigo, On Football, SSBORT. 20 giờ vô địch quốc gia Italia, vòng 12, Napoli Sassuolo, On Sport cộng. 20:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Stuttgart Augsburg, VTV Cup On. 20:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Leipzig B Leverkusen, VTV Cup On. 20:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Bayern Munich Men's On Sport. 20:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Wolfsburg Bochum, VTV Cup On. 21:00 ngoại hạng Anh, vòng 14, Crystal Palace Southampton, các cộng CINE. 21:00 ngoại hạng Anh, vòng 14, Brighton Chelsea, các cộng SBORT1. 21:00 ngoại hạng Anh, vòng 14, Bournemouth Tottenham, các cộng LIFE. 21:00 ngoại hạng Anh, vòng 14, Newcastle Aston Villa, các cộng Live. 21:00 ngoại hạng Anh, vòng 14, Brentford Liga Ulster, các cộng Live 1. 21:15 vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 12, Cudi Atletico Madrid, On Football, SSBORT. 22:00 vô địch quốc gia Pháp, vòng 13, PSG, Choice on Sport New. 23:00 vô địch quốc gia Italia, vòng 12, Lecce, Juventus, on Sport cộng. 23:30 ngoại hạng Anh, vòng 14, Fulham, Everton, các cộng SBORT1. 23:30 vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 12, Sevilla, Rayo Vallecano, on Football, SSBORT. 23:30 vô địch quốc gia Đức, vòng 12, Tây, Frankfurt B Dortmund on Sport, chủ nhật ngày 30 tháng 10. 1:45 ngoại hạng Anh, vòng 14, Liverpool Leeds các cộng SVORT1. 1:45 vô địch quốc gia Italia, vòng 12, Inter Milan Sampdoria on Sport cộng. 2:00 vô địch quốc gia Pháp, vòng 13, Strasbourg Marseille on Sport New. 2:00 vô địch quốc gia Tây Ban Nha, vòng 12, Valencia Barcelona on Football SSBORT. Tiếp tục cập nhật.